phát huy các giá trị văn hóa bản làng là nền tảng để xây dựng nông thôn mới. Đó là khẳng định của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với xã A Roang và huyện A Lưới về công tác xây dựng thôn bản văn hóa, công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương. Năm 2021, toàn xã A Roang có 517 hộ nghèo, chiếm gần 72%. Khó khăn lớn nhất của địa phương trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà văn hóa đều thiếu thốn, xuống cấp, công tác chỉnh sửa hương ước, quy ước chưa được quan tâm thường xuyên, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, một bộ phận người dân còn tâm lý trông chờ ỷ lại. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo địa phương, các già làng trưởng bản đã trao đổi đề cập đến nhiều vấn đề về xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn bản văn hóa, trong đó kiến nghị đề xuất các sở ngành hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế, hỗ trợ đào tạo việc làm, bố trí kinh phí để địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cho biết, A Lưới là một trong 174 huyện nghèo của quốc gia. Giảm tỷ lệ hộ nghèo về mức thấp nhất là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình xây dựng nông thôn mới của huyện nhà. Vẫn còn nhiều việc cần phải làm để từng bước giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh nỗ lực của địa phương, Phó Bí thư Thường trực cũng đề nghị các sở ngành cần quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ nguồn nhân lực vật lực để A Lưới có thể từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Lưu ý về gìn giữ bảo tồn các giá trị văn hóa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, với đặc thù huyện miền núi, A Lưới hiện vẫn còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc, song cũng chịu nhiều sức ép trong việc làm thế nào để bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa hiện có là nhiệm vụ hết sức nặng nề của cấp ủy chính quyền nhân dân A Lưới. Địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng các chương trình mục tiêu cụ thể gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Các cấp ủy chính quyền, các sở ngành cần ý thức sâu sắc về vai trò tầm quan trọng của các giá trị văn hóa miền núi để có những đề tài nghiên cứu khoa học cụ thể, từ đó có chính sách bảo tồn, phát huy giá trị nguồn tài nguyên nhân văn trong phát triển kinh tế xã hội A Roang nói riêng và huyện miền núi nói chung. Kết thúc buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chính thức phát động phong trào dân tộc bản làng không có hộ nghèo tại xã A Roang.